Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, và tôi là Xuân Hùng sẽ đồng hành cùng quý vị. Thưa quý vị và các bạn, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin tới quý vị và các bạn một số chính sách mới liên quan trực tiếp tới đời sống nhân dân. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 101/2024 quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Trong đó, Nghị định 101 quy định rõ thời gian đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu không quá 20 ngày làm việc. Còn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tức sổ đỏ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, sổ hồng, lần đầu là không quá 3 ngày làm việc. Theo quy định trên, cả quá trình thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu và cấp sổ đỏ, sổ hồng lần đầu là không quá 23 ngày làm việc. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, thì thời gian thực hiện đối với thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu được tăng thêm 10 ngày làm việc. Trong khi đó, theo quy định trước đây, thời gian thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu là không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và không quá 40 ngày đối với các khu vực vùng sâu, vùng xa. Như vậy, trong nghị định mới ban hành, Chính phủ đã rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đăng ký và cấp sổ đỏ, sổ hồng lần đầu. Thời gian cấp sổ đỏ lần đầu được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ đã đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 19 Nghị định 101. Cùng với đó, Nghị định 101 cũng quy định cụ thể về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất. Theo nghị định này, thời gian đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được thực hiện như sau. Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không theo phương án dồn điền, đổi thửa hoặc trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, tặng, cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là không quá 10 ngày làm việc. Trong trường hợp bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất, được nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm là không quá 10 ngày làm việc và không tính thời gian xác định giá đất, ký hợp đồng thuê đất. Trường hợp cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng là không quá 5 ngày làm việc. Trường hợp xóa đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng là không quá 3 ngày làm việc. Nội dung đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu gồm thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người được giao đất để quản lý gồm tên, giấy tờ, nhân thân, pháp nhân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và người được giao đất để quản lý. Thông tin về thửa đất gồm số thửa đất, số tờ bản đồ, địa chỉ, diện tích, loại đất, hình thức sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất và các thông tin khác về thửa đất. Thông tin về tài sản gắn liền với đất gồm loại tài sản, địa chỉ, diện tích xây dựng, diện tích sàn, diện tích sử dụng, hình thức sở hữu, thời hạn sở hữu và các thông tin khác về tài sản gắn liền với đất. Yêu cầu về đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc quyền quản lý đất hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất, tài sản gắn liền với đất. Các yêu cầu khác của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người được giao đất để quản lý phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai nếu có. Về nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, Nghị định 101 quy định. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả gồm bộ phận một cửa theo quy định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Người yêu cầu đăng ký được lựa chọn nộp hồ sơ theo các hình thức, nộp trực tiếp tại các cơ quan quy định, nộp thông qua dịch vụ bưu chính, nộp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và văn phòng đăng ký đất đai, nộp trên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công cấp tỉnh. Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 quy định cấp sổ đỏ cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền trong 4 trường hợp. Theo Điều 140 Luật Đất đai 2024,
đất được giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình cá nhân theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm được giao hoặc sử dụng đất do mua, nhận thanh lý, hóa giá, phân phối nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất, thì việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, sổ đỏ được thực hiện theo từng trường hợp cụ thể. Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi có đất xác nhận, không có tranh chấp, thì người đang sử dụng đất được cấp sổ đỏ đối với diện tích đất đã được giao theo quy định tại khoản 2 và khoản 6 điều 138 của luật này. Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2004, nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi có đất xác nhận không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu hay quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch nông thôn thì được cấp sổ đỏ theo quy định tại khoản 3 và khoản 6 điều 138 của luật này. Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ ngày 1 tháng 7 năm 2004 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hay quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch nông thôn thì được cấp sổ đỏ đối với thửa đất có nhà ở và công trình phục vụ đời sống nếu diện tích thửa đất bằng hoặc lớn hơn hạn mức giao đất do Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định thì diện tích đất ở được cấp sổ đỏ bằng hạn mức giao đất ở. Đối với thửa đất có nhà ở và công trình phục vụ đời sống, nếu diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức giao đất ở do Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định thì diện tích đất ở được xác định là toàn bộ diện tích thửa đất đó. Phần diện tích còn lại nếu có, sau khi đã xác định diện tích đất ở theo quy định thì được công nhận theo hiện trạng sử dụng đất. Trường hợp đất được giao từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 đến trước ngày 1 tháng 8 năm 2024, nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và người sử dụng đất có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất thì hạn mức đất cấp sổ đỏ được xác định theo quy định tại khoản 3 điều 138 của luật này. Người sử dụng đất được cấp sổ đỏ trong 4 trường hợp trên phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Theo Nghị định 95 hướng dẫn chi tiết một số điều của luật nhà ở 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, có 8 trường hợp nhà ở được giao dịch khi chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu sổ đỏ, sổ hồng. Thứ nhất, trường hợp mua bán, thuê mua nhà trong dự án bất động sản, chủ đầu tư cần có giấy tờ chứng minh nhà ở đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Với nhà ở tái định cư hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có giấy tờ chứng minh điều kiện được kinh doanh. Họ cần có giấy nghiệm thu đưa vào sử dụng nếu muốn bán nhà loại này có sẵn. Trường hợp mua bán, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, chủ đầu tư phải có giấy tờ chứng minh đủ điều kiện được giao dịch. Thứ hai, nhà ở hình thành trong tương lai mua bán nhà trên giấy, không thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Chủ đầu tư muốn mua bán cho thuê phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng. Nếu không thuộc diện phải cấp giấy phép xây dựng thì phải có giấy tờ chứng minh việc đầu tư xây dựng nhà ở đó. Thứ ba, giao dịch mua bán, thuê nhà ở thuộc tài sản công phải có giấy tờ xác định nhà ở thuộc diện được thuê, bán theo quy định. Thứ tư, trường hợp nhà tình nghĩa, tổ chức phải có giấy tờ chứng minh về việc xây dựng nhà ở để tặng cho. Thứ năm, đối với giao dịch thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai của chủ đầu tư dự án phải có các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện được thế chấp. Đã xây xong phần móng nhà ở không thuộc một phần hoặc toàn bộ dự án mà chủ đầu tư đã thế chấp hoặc có giấy tờ chứng minh đã giải chấp nếu có thế chấp. Thứ 6, trường hợp cho thuê, mượn, ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở trừ cho thuê nhà ở thuộc tài sản công, bên cho thuê mượn phải có hợp đồng mua bán hoặc thuê ký với chủ đầu tư dự án. Nếu chuyển nhượng hợp đồng mua bán, họ phải có thêm văn bản chuyển nhượng. Trường hợp tự làm nhà ở, người dân phải có giấy phép xây dựng hoặc chứng minh quyền sở hữu nhà ở. Thứ bảy, nếu thừa kế nhà ở được tặng cho, người tặng phải có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà. Trường hợp thừa kế nhà thuộc diện mua cho thuê, bên bán phải có hợp đồng mua bán, thuê kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc đầu tư xây dựng công trình. Nếu thừa kế nhà ở thuộc diện đầu tư xây mới, bên để thừa kế phải có giấy phép xây dựng và chứng minh quyền sử dụng đất.
Trường hợp thừa kế nhà theo quyết định của tòa án, người nhận phải có bản án hoặc quyết định của tòa. Cuối cùng, doanh nghiệp bị giải thể muốn bán nhà phải có quyết định hoặc thông báo về trường hợp này. Trường hợp phá sản phải có quyết định của tòa án.